Tôi là sinh viên năm 2 của Học viện Âm nhạc La La School. Mọi người hay gọi tôi là Mi. Đây là Vĩnh, học chuyên ngành sáng tác. Cậu ấy chính là con nhà người ta mà mọi người hay nhắc tới. Học giỏi, sáng tác hay, đẹp trai và tính cách tốt. Chúng tôi là bạn học, bạn thân. Và còn một điều bí mật mà Vĩnh không biết, đó chính là tôi đã thành thích. Anh Vĩnh, có chuyện gì thế? 327, chỉ số trà xanh cấp thấp. Lại có thêm một em gái trà xanh xuất hiện. Tôi có một siêu năng lực đặc biệt, chính là có thể nhìn thấy chỉ số trà xanh của mỗi người. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tôi bắt đầu phát hiện mình có siêu năng lực này từ năm 9 tuổi. Cô chúc Mì chăm ngoan, học giỏi và nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn cô. Ủa, bộ mặt cô dính gì à? Sao con nhìn cô dữ vậy? Tại sao cô lại là trà xanh? Cái gì? Ai là trà xanh? Mới con nít con nôi à, miệng còn hôi sữa. Ăn nói láo liếu vậy hả? Con nhìn thấy gì hả? Dạ đúng rồi, tại con thấy số trên đầu cô ấy. Cô Lan chắc chắn là trà xanh. Chị Ngọc, chị dạy con gì kỳ vậy? Mới bị lớn, nói người này người kia trà xanh. Con nít con nôi á, không biết dạy á, cũng là do lỗi của người lớn. Hên là nó còn nhỏ ha, người ta không chấp nhận nó. Nhưng mà đợi đến lúc nó lớn ha, không còn cái găng mà để về nhà ăn cháo đó. Chị Lan nè, con tôi sai, để tôi dạy. Còn cái chuyện này nó nói đúng, không có gì phải sợ hết á. Cô nói vậy ý là sao? Ý cô nói tôi là trà xanh hả? Chứ còn gì nữa. Bây giờ chị tự nói hay để tôi nói hành động cướp chồng người khác của chị? Cô dám nói thử coi. Nếu không đúng ha, gia đình cô coi chừng tôi đó. Có phải chị với anh Long, chồng của chị Hạnh, đang gian díu tình cảm với nhau đúng không? Chị nói cái gì vậy? Có phải là sự thật không? Nó đúng là sự thật đó. Chị kiểm tra điện thoại là chị biết liền à. Anh Long lưu số chị Lan là tổng đài, còn chị Lan lưu số là Long ở thành phố. Hai người họ lén lúc nhắn tin qua lại thời gian rồi, lén lúc tình cảm sau lưng của chị đó. Không có gì đâu em. Đừng tin má con nó nói tầm bậy tầm bạ. Anh yêu bỏ có mình em mà xíu dễ biết mà. Điện thoại của ông đâu? Nếu mà không có thì ông cần gì phải chối? Đưa đi, đưa đi. Ui, tao nói không phải mà. Em có đâu. Là tổng đài thành phố. Cô, từ trước tới nay tôi luôn coi cô như là chị em của mình. Vậy mà cô nào đối xử với tôi vậy đó hả? Được rồi, hôm nay á, tôi sẽ cho cái loại tiểu tam như cô một bài học mới được. Siêu năng lực này tôi đã che giấu rất nhiều năm rồi. Để tránh rắc rối trong cuộc sống, bình thường tôi đều dùng mắt kính để che lại. Không được rồi, anh không nhận món quà này được đâu. Cảm ơn tình cảm của em nha. Ê, đi học đi, muộn rồi. Biết rồi. Nếu muốn có khả năng nhìn chỉ số trà xanh, thấy được cả hành động như mẹ tôi á, thì phải bước qua tuổi 30 tôi mới đạt được. Alo, bà hả? Ồ, tôi có tặng giúp bà quà cho anh Vĩnh á, mà hình như tôi thấy anh không có thích á. Ồ, ảnh còn nói với tôi là đừng có đem mấy cái thứ nhảm nhí này tới trước mặt ảnh nữa. Tôi cũng cố hết sức rồi đó, bà đừng buồn nha. Ồ, bye bye. Tôi hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn nhìn thấy cấp độ cơ bản mà thôi. Mi. Tự tay tôi làm đấy. Thích không? Thà đâu. Nếu mà bà thích ấy thì chắc chắn là chị Ngọc sẽ thích. Hả? Thì
Tôi định tự tay làm cái món quà này này để tặng cho chị Ngọc học sáng tác ở trên mình một khóa đó. Từ trước đến giờ tôi có biết mấy cái vụ này đâu, sợ là không thành công ấy, nên là mới phải hỏi bà. Bà thích thì tôi nghĩ chắc là chị Ngọc sẽ thích rồi. Nhưng mà tại sao lại tặng quà cho chị Ngọc? Có gì đâu, mình thích người ta thì mình tặng quà thôi. Vậy là ông đã có người mình thích rồi. Ê, tôi có việc cần nhờ bà giúp đấy. Ông nói đi. Bà đưa cái này cho chị Ngọc giúp tôi nhá. Xin lỗi anh, em không thể đón nhận tình cảm của anh được. Nhưng thật sự anh yêu em nhiều lắm. Em muốn tập trung lo cho việc học. Chúng ta có thể làm bạn mà. Đúng là hoa khôi của trường mình. Vừa xinh đẹp, học giỏi, lại tốt tính. Thích hay không thích đều nói rõ ràng ra cho người khác biết. Chị Ngọc. Chào em, có chuyện gì hả em? Dạ, em có thể hỏi chị mấy câu được không? Ừ, được, em cứ hỏi đi. Không biết mẫu bạn trai của chị Ngọc là người như thế nào ha? Sao em lại hỏi chuyện này? À, dạ, tại vì em có một người bạn rất là ngưỡng mộ chị, cho nên là nhờ em hỏi giùm á. Chị không có quan trọng ngoại hình cho lắm, trẻ trung một chút cũng được. Chị thích một người có nội tâm sâu sắc, ăn mặc có gu một chút. À, chị thích những người sử dụng phụ kiện. Còn lại thì chị thích người có gu âm nhạc giống như chị vậy nè. Và biết sáng tác, tại vì chị cũng học sáng tác mà. Dạ. À, bạn em á còn nhờ em tặng chị cái món quà này nữa. Cái này á là tự tay nó làm á. Lần đầu nó làm mấy cái này cho nên là có gì chị đừng có chê nha. Đâu có, dễ thương mà. Ừ, bạn của em á cũng khéo tay phết. Lần đầu mà làm như vậy á là hay lắm rồi đó. Ừ. Chị Ngọc nè, cuối tuần này á chị có thời gian rảnh không? Ừ, chị về em. Chị. Ừ? Chị uống trà sữa nhá. Trà sữa chỗ này nổi tiếng lắm đấy ạ. Ừ. Cảm ơn em. Chị uống thấy thế nào ạ? Cũng ngon. Trời đất ơi, trà sữa ông mua chỉ khen ngon là đúng rồi. Không để chơi dở. Ông đang đi tán gái hay là đang làm nhân viên sale đánh giá sản phẩm mà hỏi người ta mấy câu đó? Hỏi gì có não hơn xíu đi. Thì nói chung là hôm qua cũng chuẩn bị hết rồi, viết sẵn ra cơ. Nhưng mà không hiểu sao bây giờ cứ cứng họng ấy, chẳng nói được cái gì. Hay là bây giờ ví dụ ông hỏi chị là sở thích của chị là cái gì nè, bình thường chị hay làm gì? Chị, bình thường chị thích làm gì ạ? Chị thường hay đọc sách, tập thanh nhạc, tập nhảy nữa. Còn em thì sao? Em thích chơi game. Trời ơi, ông bị khùng hả? Lần đầu gặp người ta muốn tạo ấn tượng tốt mà nói là thích chơi game. Ông sửa lại đi, ví dụ như là thích thể thao, thích đọc sách. Thể thao á? Em hay chơi game gì? Lúc giải trí chị cũng thích chơi game lắm. Thật ạ? Em hay chơi game O2. Trùng hợp vậy. Chị cũng chơi game O2 nè. Game nhảy chuẩn chất, đồ họa xịn, nhạc bắp nữa. Cả ba mình á cùng thích chơi O2. Hay là mình vô kết bạn với nhau rồi vừa nhảy vừa chat đi cho tiện. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Yes. Thôi hai người chơi tiếp đi nha, em đi vệ sinh một chút. Em xin lỗi chị. Chỉ số trà xanh cấp cao, không thể nào có chuyện đó được.
chị Ngọc là một hoa khôi của trường, biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi chỉ còn không để ý. Hơn nữa, tận mắt mình còn chứng kiến khi có người tỏ tình chỉ còn thẳng thắn từ chối, không có dây dưa mà. Sao lại là Trà Xanh được? Chắc chắn là do mấy nay mình không được khỏe, cho nên là siêu năng lực của mình có vấn đề rồi. Hello. Nè, ăn thử đi. Tôi dậy từ 4 giờ sáng để làm đó. Cái gì? Ông vì làm bánh cho tôi mà cực dữ vậy hả? Ừ, thử đi. Xin nhá. Sao đấy? Không ngon à? Cũng được. Rèn luyện thêm chắc sẽ ok hơn á. Nhưng mà không sao, lần đầu tiên làm á mà làm được như vậy là đỉnh lắm rồi. Đỉnh cái gì mà đỉnh? Bây giờ tôi mang bánh này sang tặng chị Ngọc ấy, chắc chị cười tôi chết mất. May mà tôi còn đưa cho bà ăn thí nghiệm, không thì chẳng biết như thế nào. Ồ, vậy là ông tính làm cái bánh này để tặng chị Ngọc hả? Ờ. Ừ, lần đầu tiên tôi thấy ông cố gắng vì một người như vậy á. Thì tình đầu của tôi mà, phải cố gắng chứ. Tình đầu? Chị Ngọc không những là tình đầu mà còn là ân nhân của tôi nữa đó. Hả? Ân nhân là sao? Thì alo? Ờ? Hả? Điểm danh sớm á? Ok ok, biết rồi biết rồi. Thằng Lâm nó bảo hôm nay thầy vào điểm danh sớm. Đi vào học đi, nhanh lên, không muộn thôi. Cuối cùng cũng gần xong rồi, nghỉ giải lao chút đi. Ông làm tới đâu rồi? Nói chung là cũng gần xong rồi. Nhưng mà cuối năm này nhiều bài quá, tôi còn sợ tôi không qua được môn đây nè. Nói gì vậy? Cỡ ông mà còn sợ rớt môn hả? Thi biết bao nhiêu là giải, xong rồi hát hay, sáng tác hay nữa. Tôi mới sợ nè. Chán, thôi đi rửa mặt cái cho tỉnh táo. Yeah. Hai người nhảy đi, sao mà cứ miết hoài vậy? Tại bà nhảy chuyên nghiệp quá, tụi tôi nhảy không kịp nè. Tụi anh cũng đang gán nè. Chỉ số Trà Xanh cao như vậy, chắc chắn là đối tượng của cô ta đang ở gần đây rồi. Đúng là trơ trẽn mà. Sao thế? Tôi nói mấy người phía sau kìa, nghĩ sao có bạn gái mình ở đây mà còn dám dây dưa với đứa con gái khác nữa. Mình không phải là trong câu chuyện của người ta thì mình đừng để ý làm gì. Sao cứ quan tâm quá thế? Tập trung vào làm bài ấy nè. Nhưng mà lại chơi aerobic hả? Suốt ngày nhảy nhót thả thính. Mà á, làm bài tập xong chưa mà chơi game đó. Mọi người chơi chút thôi rồi làm bài tiếp. Dù sao á cũng học sáng giờ rồi. Để tôi lưu bài cái đi, rồi xong tôi chơi với mấy người. Bài của tôi đâu có hết rồi. Ai xóa bài của tôi vậy? À, hình như lúc nãy Mai là người chạm vào laptop cuối cùng. Không lẽ là bà? Tôi không có, không phải tôi đâu. Hồi nãy á, tôi chỉ copy cái phần bài của tôi thôi à. Còn phần của bà á, tôi không có đụng gì hết trơn á. Hơn nữa bốn tụi mình cùng team mà. Tôi xóa bài của bà làm gì? Bà không xóa thì tại sao nó mất? Phải có lý do chứ. Tôi thức tôi làm 3-4 ngày nay rồi, giờ sao mà mất như vậy được? Thôi bà đừng có giận nữa. Lỡ Mai vô tình chạm vào chuột rồi nó nhảy xóa thì sao? Mai, bà có lỗi thì bà xin lỗi đó. Tụi mình là bạn mà, Lan sẽ không giận mình đâu. Không có, tôi thiệt sự không có mà. Tôi biết ai là người xóa. Cô ở đâu tới mà ăn nói hàm hồ bậy bạ vậy hả? Ủa, tôi chưa nói gì mà, sao cô biết là tôi ăn nói hàm hồ bậy bạ? Hay là tại cô có tật giật mình, cô sợ tôi nói ra cái gì làm lộ chuyện của cô hả? Là ai? Cô nhanh nói đi. Chính là cô ta. Ăn bậy thì được, chứ nói bậy là không được đâu nha. Không phải đâu Mai, đừng nghe con ức ơ này nói. Tụi nó cố tình nói như vậy để chia rẽ tụi mình đó. Ủa, mọi người nghĩ đi, tôi đâu có liên quan gì tới nhóm 4 người này đâu. Thì tại sao tôi phải hại mọi người? Tôi đâu có được lợi ích gì đâu. Vậy cô nói xem, tại sao?
tôi phải xóa bài của Lan. Chúng tôi cùng team mà. Ừ, là tại vì cô muốn đổ thừa cho Mai, để mọi người hiểu lầm Mai và xa lánh Mai. Không đâu, Đào không phải vậy đâu. Tụi tôi là bạn thân của nhau mà. Chỉ có cô coi Đào là bạn thân thôi. Còn trong mắt người ta, cô là cái gai đó. Thậm chí á, Đào và bạn trai của cô qua lại nhau, cô còn không biết mà. Không, không phải vậy đâu Mai. Đừng có nghe nó nói bậy. Tôi với anh Quân không có gì hết á. Cái con điên này, câm miệng lại coi. Không làm gì sai, tại sao phải đánh người khác? Sao cô biết chuyện này? Cô nói đi, cô có bằng chứng gì không? Bằng chứng ở ngay trước mắt kìa. Cô cứ vô phòng chat room coi tin nhắn thả thính của hai người này là biết rồi. Tôi không có. Đưa đây, đưa cái điện thoại đây. Tôi... Đưa cái điện thoại đây. Khốn nạn. Hai người là kẻ khốn nạn. Mày, mày nghe anh giải thích đi. Anh đừng đi. Thả ra. Người như cô á, không có xứng đáng làm bạn của tôi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Mấy hôm nữa là nộp bài cho thầy rồi, mà tôi chưa làm gì đây này. Ừ. Hay là cho chép bài cái đi. Đi khùng không? Điểm ông lúc nào cũng cao nhất lớp. Ông mà chép bài của tôi là lần này ông xuống hạng 5 á. Hôm nay bọn mày dám làm bể mặt tao, mày tao cho tụi mày chết. Chị Ngọc. Tụi mày có dùng tao đó. Đừng. Đừng đánh. Đừng đánh tôi mà. Đừng. Không sao, không sao mà. Chị đừng lo nhé, của em đây rồi. Chị đừng lo, không sao mà. Không sao mà. Em đừng có đi nha. Chị sợ. Em không đi đâu hết. Em ở đây với chị mà. Chị đừng lo nhé. Em đây rồi, em đây rồi. Ba, ông làm cái gì mình đi học sớm vậy? Tôi tưởng là buổi chiều mới có môn chứ. Thì tại hôm nay câu lạc bộ chấm điểm rèn luyện, cho nên từ 7 giờ sáng là tôi đã phải dậy skin care, make up làm đủ thứ nơi hết trơn á. Mà tôi tưởng đâu tôi mệt xỉu rồi chứ, cái mặt bà còn mệt xỉu hơn tôi nữa. Sao? Cái gì mà mới sáng sớm mặc chù ụ vậy? Có chù ụ gì đâu. Tôi bình thường mà. Ui. Bà nhắm mà qua mặt được tôi không hả? Bà nhắm mà qua được cái đôi mắt thiên nhãn có thể nhìn tra quét được trong bán kính 1000 km như tôi không? Ừ. Hay quá ha. Vậy mà hôm bữa làm bài kiểm tra thấy dở cho chép he hé rồi, còn chép lộn rồi ăn nguyên con zero. Xin lỗi bà đây, đôi mắt này có thể nhìn tra thì rất là rõ nét full HD nhưng mà nhìn bài thì rất là mờ nha. Thôi tôi đi trước nha, mấy con còn là bộ trừ điểm tôi. Bye bye nghe. Bye. Cô có sao không? Cô đánh cũng hơi bị đau đó. Chị Ngọc, tại sao chị ấy lại nói chuyện với con nhỏ đó? Chị số trà xanh sao lại tăng lên nữa rồi? Không được, mình phải tới hỏi rõ. Nếu không đánh mạnh như vậy á, thì bọn nó có tin không? Đã diễn á, thì phải diễn cho real. Chứ đừng như mấy con xoàng xoàng á, thì mất mặt bọn mình lắm. Lần sau nhớ nhẹ tay đó. Chị Ngọc! Mày tát tao đi, nhanh lên, nhanh lên. Làm cái gì vậy? Chị Ngọc, chị có sao không? Tôi đã nói với cô rồi, đừng có làm trà xanh nữa. Chuyện nó đâu có tốt đẹp gì đâu. Cô mất bạn, mất hết tất cả còn chưa đủ nữa hả? Suy nghĩ lại đi Đào, đừng có như vậy nữa. Chuyện của tao, không cần một đứa như mày xí vô. Nếu mày mà còn nhiều chuyện, khuyên tao một lần nữa, đừng có trách tại sao tao hung dữ.
Chị chỉ muốn khuyên nhủ Đào đừng có hành động như vậy nữa. Hãy thay đổi cách sống đi. Cái gì không phải của mình á thì đừng có níu kéo. Nhưng mà cô ấy cố chấp, không có nghe. Thôi, chị đừng có tốn công vô ích đối với những cái kiểu người như vậy nữa. Không có đáng đâu. Em nói đúng. Có lẽ chị nhiều chuyện vô ích rồi. Một người tốt bụng như chị Ngọc không thể nào có chỉ số trà xanh cao như vậy được. Chắc mình lại nhìn sai chỉ số của chị rồi. Chị Ngọc, để em dìu chị lại kia nghỉ ngơi nha. Cảm ơn em. Chị Ngọc, vết thương của chị sao rồi? Để em xem nào. Chị không có sao, vết thương nhỏ mà. Con gái nói có là không, mà nói không thì là có. Như nhỏ My bạn thân em ấy, lúc nào cũng thế. Vết thương thì rõ to, mà lúc nào cũng nói là nhỏ xíu. Mà sao em lại quan tâm chị đến vậy? Chẳng lẽ em không được quan tâm chị hả? Không, ý chị không phải vậy. Tại vì chị nghe nói đó giờ con gái em thương chỉ có mỗi My thôi. Chị không ngờ là em quan tâm chị á. Thì bởi vì chị đã cứu em. Chị cứu em? Nói chung là cái demo này thì không phải lo. Em ơi, em có sao không? Em có sao không? Có chuyện gì xảy ra? Em bị ngất ở ngoài đường á, cho nên là chị dẫn em vô đây. Em có sao không? Em có đau ở đâu không? Dạ, không sao. Em ổn, em cảm ơn. Mà em là học viên của học viện âm nhạc La La School đúng không? Chị cũng học ở trường đó nè. Chị tên là Ngọc, rất vui được làm quen với em. Vậy nên là từ lần đó ấy, em lúc nào cũng dặn lòng là luôn phải đối xử thật tốt với chị. Chà. Nhưng mà sao em biết là chị cứu em? Thì em hỏi mọi người xung quanh. Mọi người nói với em là không phải em chỉ ngất xỉu thôi, mà là em xé bị tai nạn giao thông luôn. May mà có một cô gái đến và đẩy em ra. Cô gái đó là chị đúng không? Ừ, chị xin lỗi. Do là lần đó chị đẩy em mạnh quá cho nên em mới ngất xỉu. Chị áy náy đến bây giờ. Chị không có dám nói cho em nghe. Có gì đâu mà phải áy náy. Chị cứu em là chuyện tốt mà. Em còn phải cảm ơn chị ấy. Nếu mà không có chị cứu em thì chắc gì bây giờ em được ngồi đây với chị đâu. Kể ra cũng hay nha. Vì lần đó cho nên là tụi mình mới được gặp nhau và gần nhau như hôm nay. À mà chị này, từ bây giờ ấy, có gì tụi mình cứ thẳng thắn với nhau nhá. Là bây giờ em muốn chị với em giống như là em với My ấy, cứ thoải mái với nhau, chia sẻ mọi điều. Không có gì phải giấu cả, cũng không có gì phải ngại nữa. Chị sao đấy? Em nói gì sai ạ? À, đâu có gì đâu. Tại vì chị ngưỡng mộ tình bạn của hai đứa thôi. Có gì đâu mà phải ngưỡng mộ. Em với My bình thường mà. Cùng lắm thì lớn lên cùng nhau này, rồi đi học cùng nhau, biết hết mọi thói hư tật xấu cũng như là sở thích của nhau. Nhưng mà My nhìn trẻ trâu thế thôi, đôi lúc cũng dễ thương với cả trưởng thành lắm đó chị. Cũng đáng yêu. Nhưng mà chẳng hiểu sao mà đến bây giờ vẫn ế cơ. Có thể là do My có một nét đẹp tiềm ẩn. Càng tìm lại càng ẩn chị ạ. Coi kìa, coi kìa. Nói xấu bạn thân đi, có ngày không thèm nhìn mặt nhau đó. Em không có nói xấu, cái này là em nói thật mà. Cái này ai cũng nhìn thấy luôn á. Ôi, chết rồi. Đến giờ vào lớp của em rồi. Vậy thôi em đi nhanh đi. Thế em đi trước nhá. Chết chết. Ghé xem phim chiều thứ sáu. Đúng phim chị thích đấy. Chị đi về em nhá. Chị không được bùng kèo em đâu đấy. Em đi học đấy.
Bà làm gì đấy? Mở game lên mà không chơi à? Mít hết rồi. Đó, để đi đâu đấy? Đâu có gì đâu. Tại tôi đang tập trung nghe bài hát ở trong game audition này nè. Hay quá, cho nên là tôi quên luôn. Đâu? Bài nào đấy? Tôi nghe về xem nào. Nè. Bà thích bài này hả? Ừ, nghe hay mà. Nè, cái bài này ấy, tôi tập mấy ngày hôm nay rồi đó. Thiệt hả? Ờ. Bây giờ tôi đàn cho bà nghe nhá. Coi như là bà kiểm tra cho tôi. Oh, 하나 와인잔에 담긴 약속 하나 항상 너의 곁에서 널 지켜줄 거야 날 믿어준 너였잖아 Sao? Hay quá ta. Hay là tất nhiên rồi. Tôi tập bao nhiêu ngày thì chắc chắn là nó phải hay rồi. À mà cái laptop đi. Để tôi xoa dầu cho. Thôi đưa đấy, tôi tự làm được rồi. Đấy, tôi tự làm cho. Sao thế nhở? Tôi bôi cũng được mà. Thôi, tôi tự làm được. Bà làm sao đấy? Bà không ngồi im được hả? Buông ra. Nào, thôi. Mà bà đưa tay đây. Sao mà lì quá vậy? Vết sẹo này ở đâu đấy? Vết sẹo này là tôi đi đường tôi bị té. Bà ấy, con gái con đứa, sao chẳng đi đứng cẩn thận được thế? Ừ, kệ tôi đi. À, đúng rồi. Mấy hôm nữa bà có rảnh không? Chỉ tôi nấu mấy món đơn giản đi. Gì kỳ vậy? Bình thường làm biếng nấu ăn lắm mà. Thì đấy là ngày xưa thôi. Bây giờ tôi khác rồi. Nói chung là tôi tính nấu mấy món để còn tỏ tình chị Ngọc. Ủa, tại sao lại tỏ tình với chị Ngọc? Thì chị Ngọc nói với tôi rồi, chị là người cứu tôi mà. Hả? Sao? Giúp tôi nhá. Đi, giúp nhau đi. Ừ, thì ngày mai rảnh đi rồi qua nhà tôi chỉ cho. Đấy, thế mới là bạn tôi chứ. Tức quá trời tức. Đau không? Đau má. Thiệt á, tôi nghe cái chuyện của bà tôi tức tới mức độ mà tôi bị thẳng lại trong một phút giây luôn đó. Bà nghĩ coi từ nghi khơi khơi đâu ra có cái chuyện mà ngư ông đắc lợi vậy. Chứ bây giờ bà tức rồi bà làm được cái gì? Vĩnh sắp tỏ tình chị Ngọc tới nơi rồi kìa. Rồi sao? Bà đã ở bên ông Vĩnh suốt mười mấy năm trời còn không sơ muối được cái gì hết. Khơi khơi tự nhiên có con nhỏ khác nó chạy tới nó cướp vậy bà để yên hả? Chứ không để yên tôi làm được cái gì bây giờ? Không lẽ bà bắt tôi phải đi nói sự thật cho Vĩnh biết hả? Đúng rồi đó. Đó chính là cách đúng đắn nhất đó. Kể đi. Không có được. Mắc cái gì không được? Tại vì nếu như vậy á Vĩnh sẽ áy náy lắm. Ủa áy náy rồi làm sao? Hả? Áy náy rồi làm sao? Rõ ràng là gì? Sự thật chỉ có một. Bà chính là người đã cứu ông Vĩnh trong cái vụ tai nạn đó. Cái vết sẹo còn trên người bà kia kìa. Tôi nói bà rồi, ân nhân thì mình nhận. Biết đâu một bước phi thăng từ bản thân lên người yêu rồi làm sao? Như vậy lại càng không được nữa. Mắc cái gì không được nữa? Tại vì nếu mà như vậy á thì cho dù Vĩnh có đồng ý quen tôi đi nữa cũng chỉ vì tôi là ân nhân chứ không phải là tình cảm thật sự. Bà hiểu không? Ủa? Chứ bây giờ bà biết là ổng thích cái con nòng nọc đó là bởi vì con nòng nọc đó là ân nhân của ổng hay là bởi vì ổng thật sự có tình cảm với con nòng nọc đó, bà có biết hay không? Không, tình cảm của Vĩnh sao tôi biết được? Thì rõ ràng rồi, tất cả đều là mơ hồ, không có gì chắc chắn hết thì mắc cái gì mà bà phải sợ, hả? Đúng chưa? Thêm một cái nữa, bà nghĩ coi ông Vĩnh xứng đáng biết được ai mới là người thật sự cứu ổng. Bây giờ bà để cho ổng bị dắt mũi như vậy, bà ổng thấy tội nghiệp cho ổng hả?
Thì cũng có lý. Nó quá có lý chứ còn cái gì. Nào cô gái đứng dậy, đi thẳng tới đó và kể hết tất cả mọi chuyện cho ông Vĩnh biết đi. Ok, cảm ơn bà nha. Tôi sẽ đi tìm Vĩnh để nói sự thật. Cố lên nha. Danh chọi hay danh lặng là do bà quyết định đó. My, em đi đâu vậy? Em đi tìm Vĩnh. Vĩnh, hai đứa có chuyện gì hả? Em đi tìm Vĩnh để nói cho cậu ấy biết sự thật về vụ tai nạn hôm đó. Rõ ràng em là người cứu Vĩnh mà, tại sao chị lại nhận vơ chị là người cứu? Em biết hết rồi hả? Chị xin lỗi em. Nhưng mà chắc là em hiểu lầm chị rồi. Chị không có tự nhận, mà là do Vĩnh tự nghĩ như vậy thôi. Chị cũng đang định đi tìm Vĩnh để nói sự thật nè. Chị xin lỗi em nha. Chị nói thiệt hả? Chị nói dối em để được gì chứ? Đây là vé xem phim mà Vĩnh đưa cho chị nè. Em cầm lấy đi. Em xứng đáng có nó hơn chị. Em cảm ơn chị. Mà cho chị hỏi chuyện này nè. Tại sao thời gian qua em lại giấu Vĩnh chuyện em cứu Vĩnh vậy? Tại vì em không muốn cậu ấy mang cảm giác là mắc nợ hay là áy náy gì với em hết. Nhưng mà em nhận ra nếu em cứ tiếp tục giấu như vậy á, em sẽ bỏ lỡ cậu ấy. Chị hiểu rồi. Chị xin lỗi vì tất cả những gì chị đã gây ra cho hai đứa. Chúc hai em hạnh phúc nha. Em cảm ơn chị. Em đi trước nha. Ừ. Gì vậy? Bộ gặp tôi không vui hả? Vui cái gì mà vui? Chỗ người ta hẹn hò ở đây, tự nhiên đến làm gì? Mà này, đừng có nói bà đến đây để dình tôi nhá. Ai mà rảnh, chắc tôi thèm á. Con gái con đứa ra đường ăn mặc cái kiểu gì đấy? Xong rồi đến lúc ốm lên ấy, thì kêu ai? Bà ấy chỉ giỏi báo thôi. Tôi tới đây là để coi phim, sẵn có chuyện muốn nói với ông á. Sao? Có chuyện gì? Vé này là tôi đưa cho chị Ngọc mà. Tại sao bà lại có cái này? Vĩnh! Xin lỗi Vĩnh, chị tới trễ. Ủa? Đây là vé của chị mà. Chị mất hồi chiều, em tìm thấy nó ở đâu vậy? Em thấy My cầm. My! Chị ta đúng là trà xanh cấp cao. Thì ra năng lực của mình từ trước đến giờ chưa từng sai. My! Không lẽ em... em ăn cắp nó hả? Sao em lại như vậy? Chị đang nói gì vậy? Chị mất trí nhớ hả? Chính chị là người đưa nó cho em mà. Chị đưa cho em chi? Vĩnh hẹn chị ra đây chơi mà. Em nói gì chị không hiểu. Thái độ của em vậy là sao? Chị biết á là em không thích chị, do Vĩnh thích chị mà không thích em. Nhưng mà tình cảm đâu thể nào ép buộc được. Nhưng mà em ăn cắp như vậy thì có hơi... My! Không lẽ bà thích tôi à? Tôi... cho dù bà có thích tôi hay không ấy, thì tôi cũng chỉ coi bà là bạn thôi. Bà bớt làm mấy cái trò vớ vẩn linh tinh đấy đi. Trẻ con lắm. Ừ đúng, tôi trẻ con, tôi kỳ cục. Còn chị Ngọc thì lúc nào cũng hiền lành thánh thiện đúng không? Hai người cứ ở bên nhau đi. Xin lỗi Vĩnh. Ê, đồ ăn cắp. Chị nói ai ăn cắp?
Ở đây chỉ có chị với em, không lẽ chị tự nói chị? À, hôm qua phim hay lắm đó, tiếc là em không được xem. Đúng là có nhiều người nói người khác mà không biết nhìn lại mình. Trà Xanh cấp cao mà cứ nghĩ mình là nai tơ cấp thấp. Em gái, cho dù bây giờ em có nói gì hay làm gì á thì Vĩnh cũng thuộc về chị rồi. Sau này á, em đừng có mà suy nghĩ đến chuyện phá hoại chuyện của tụi này nữa. Mất công Vĩnh lại chửi vào mặt em như hôm qua á thì nhục lắm. Chị đừng có tưởng những gì chị làm tôi không biết. Nhất định sẽ có một ngày tôi vạch được mặt chị đó. Nói cho chị biết, tôi có năng lực nhìn thấy chỉ số Trà Xanh đó. Đừng có đụng vô tôi, sau này chị phải trả giá đó. Thứ hạnh phúc cướp của người khác không có bền đâu. Vĩnh ơi, xem giúp chị phần này đi. Vĩnh, Vĩnh ơi, Vĩnh. Dạ, em đây. Chị nhờ em xem cái phần này á, mà tâm trạng em cứ ở đâu á. Em xin lỗi, chị muốn xem phần nào để em xem cho. Đây là bài hát mà Vĩnh chuẩn bị cho cuộc thi BCU á hả? Nhưng mà nó chỉ là demo thôi. À, chị Ngọc, chị có muốn xem bản chính thức không? Vinh hạnh quá dạ, tất nhiên là muốn xem rồi. Trời ơi, tao có tưởng con My là chiến thần diệt Trà Xanh. Ở đâu có Trà Xanh là nó diệt tới đó. Ai về nó mới là chùm cuối đó má. Nghĩ làm sao á, cặp đôi á, anh Vĩnh á, chị Ngọc á, tiên đồng ngọc nữ vậy á, đi với nhau mới cùng đẳng cấp. Nó làm gì có cửa. Thì đó, không có cửa nên mới bài trò đó. Đúng là ăn không được phá cho hôi. Bởi bạn thân hút luôn bạn thân, tự nhiên cái chen chân vô mối tình của người khác. Đúng là cái đồ vô liêm sỉ, mặt dày. Sao người sao nó hết sức vậy, thôi mà tức. Bởi này, mấy người nói đủ chưa? My không phải là Trà Xanh mà chen chân vào mối quan hệ của người khác. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Các người biết gì về My mà nói cô ý như thế? Xấu người xấu cả nết. Mà tôi nói thật nhá, ở nhà có bao giờ soi gương không? Có bằng được một góc của My không mà nói My như thế hả? Tụi em chỉ là bất bình cho anh với chị Ngọc thôi mà. Đúng rồi đó. Thôi mọi người bình tĩnh đi, Vĩnh nói đúng đó. Chuyện giữa ba người chị chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi mà còn nghe được một lần nữa các cô nói xấu về My ấy, thì đúng mà trách tôi. Chị Ngọc, em thay mặt My xin lỗi chị chuyện hôm qua. Đâu có gì đâu mà em phải xin lỗi chị. Chị biết My là một cô gái tốt. Chẳng qua là hôm qua My hơi mất bình tĩnh xíu thôi. Có gì tụi mình cùng đi giải thích cho My hiểu nha. Em cảm ơn. Trời đất ơi, từ từ. Thì sao rồi, điều tra được cái gì chưa? Điều tra được rồi, lần này nó có 8 cái miệng đi chăng nữa nó cũng không cãi được đâu. Bà Ngọc đang hẹn hò với ông Minh là thiệt. Nhưng mà không phải hẹn hò bình thường, mà là hẹn hò trên giường. Vào thứ bảy hàng tuần ở khách sạn Hoàng Quân ở phòng 101. Lên thôi em. Để em chỉnh lại makeup đã. Chỉnh gì, một lát cũng trôi hết à. Cái anh này. Đi thôi. Làm gì đấy? Sao tự nhiên lại đưa tôi vào khách sạn? Này nhá, thà bà ghét tôi rồi bà không nhìn mặt tôi luôn đi còn hơn. Sao lại tự nhiên dẫn tôi vào khách sạn làm gì? Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Các cụ nói rồi. Mà tôi nói cho bà nhá, Tôi còn zin nó. Thôi mệt quá, ai rảnh đâu mà giỡn với ông. Anh ơi, cho em một phòng ở lầu 1 nha. Em bị sợ đồ cao á. Lẹ đi, nén gấp nè. Bạn gái của em bảo à, được nha, tốt nha em trai, vui vẻ nha. Không, thằng em trai nè, phòng này nè. Ủa bà Bo, sao bà lại ở đây? Tôi dùng chiêu ẩn thân chi thuật đó được không? Nó nhiều quá. My, phòng này nè. Bà chắc chưa? Chắc rồi, tôi nói bậy á là tôi thẳng lại tôi yêu bà liền. Mệt quá, giờ này còn giỡn nữa, giờ sao? Thì giờ quất vô luôn chứ sao. Thôi, mọi người rảnh quá, rảnh không có việc làm thì về nhà đi, tôi về trước. Thôi mà, Vĩnh ơi, làm ông giúp tôi đi mà. Tại vì bộ tôi đi cặp kè với gái mà tôi chân yếu tay mềm quá sao tôi quýnh lại được. Cho nên ông giúp tôi đi mà. Tôi buồn ngủ lắm, về đây. Thôi mà Vĩnh, ông để cho bạn bè bây giờ không làm được cho tôi. Đi mà đừng có đi mà.
Thôi được rồi, giúp thì giúp. Bạn Em đây. Mừng mẫn vậy mà bị hất tay trên. My, tại sao em lại đối xử với chị như vậy? Tại sao em có thể độc ác như vậy em ơi? Em làm cái gì chị? Chính em là người hẹn chị ra đây mà. Chị cứ tưởng là chúng ta có thể hóa giải hiểu lầm. Không ngờ em còn tin nhắn ở đây. Hẹn chị tại phòng 101 khách sạn Hoàng Quân được không? Mỹ, như này là như nào hả Mỹ? Tôi không có làm. Chị ta nói xạo á, ông nghĩ đi. Nếu như mà tôi làm á, thì tại sao tôi lại dẫn ông tới đây để làm cái gì? Thôi đi Mỹ ơi, có sức chơi á thì có sức chịu đi. Chối làm cái gì? Đúng, Mỹ thuê tôi đó. Mỹ thuê tôi cưỡng hiếp Ngọc, rồi kêu ông tới để đổ tội cho Ngọc tội ngoại tình á. Mà xui, con nhỏ này nó dữ quá, chưa kịp làm cái gì hết trơn á. Nè, hai cái người kia ăn nói bậy bạ cái gì hả? Sao hồi xưa không thi vô trường sân khấu làm diễn viên luôn đi, coi chừng thủ khoa đó. Hết vui rồi, thôi đi đây. Nè, cái thằng kia. Thôi đi. Mị, bà nói đi. Những hành động này của bà nó ảnh hưởng đến con người và nhân phẩm của chị Ngọc đó. Bà bị điên à? Ừ, đúng rồi. Tôi bị điên cho nên là mới chơi với cái loại bạn như ông đó. Có mắt như mù, chị ta nói xạo gì mà ông cũng tin nữa. Chẳng lẽ bây giờ tôi phải tin bà? Bà nhìn đi, nhân chứng vật chứng rõ ràng như này rồi bà còn cãi cái gì nữa. Xin lỗi chị Ngọc đi. Nhưng mà tôi không sai, mắc gì tôi phải xin lỗi? Sao bà cứng đầu ý nhở? Bà không bao giờ chịu nhận lỗi à? Cuối cùng ấy, từ trước đến giờ bà vẫn chẳng ra cái thể loại gì cả. Mắc cười thiệt chứ. Ông lấy cái quyền gì mà đứng đây phán xét tôi? Tôi nói cho mấy người biết nha, tôi là người dám làm dám nhận, chứ không có những như ai đó ở đây á. Chỉ toàn là dối trá, ăn không nói có. Chị biết sai rồi. Chị Ngọc, tôi biết lời của em sẽ bảo vệ chị mà. Nè, ông Vĩnh, ông bị làm sao vậy hả? Chuyện gì ông phải tìm hiểu kỹ chứ trước khi nổi giận với người khác vậy? Ông có biết là cái chuyện tai nạn hôm đó thật ra là... Chị Ngọc ơi! Nè, cái con trà xanh kia, mày bớt diễn lại coi. Chị Ngọc, đi ra. Ông Vĩnh à, ông nghe tôi nói đi. Im đi. Chính ra. Nè, ông Vĩnh. Thôi mà, đừng có khóc nữa mà. Bây giờ chúng ta có thể họp được chưa quý ông với bà? Họp thì họp, nhưng mà ông nói với ba Mỹ ấy là đi xin lỗi người ta đi, xong rồi họp. Cái gì mắc mớ gì tôi? Nói đi. Xin lỗi người ta đi kìa. Ông nói lại là tôi không có rảnh, tôi không làm gì sai hết, không xin lỗi. Ừ, cũng đúng. Hợp lý, bà có làm sai gì đâu. Nghe thấy rồi, không cần phải chắc lại. Mà tiện thể thì nói luôn đấy, là bà ấy hại người ta như thế rồi, mà nói là không có gì à? Bà hại người ta vậy rồi. Hại người hả? Ông đi nói với cậu ta, cậu ta đúng là một con nai vàng ngơ ngác, có ngày á bị thời săn bắn trúng bây giờ. Bà nói cái gì? Bà hại người ta không biết chớp mắt mà nói thế ạ? Ông nói gì? Thôi, tôi mệt lắm rồi nha. Tôi đâu phải cái điện thoại đâu mà chuyển lời qua chuyển lời lại hoài. Có tính phí không? Bây giờ có bỏ cái tôi của hai người đi không? Lo mà làm cái bài thi kìa. Còn có mấy ngày nữa hả? Quá đáng lắm rồi. Làm gì làm, sao mà phải căng? Nhưng mà tôi sẽ làm, nếu mà bà ấy chịu đi xin lỗi. Tôi nói cho ông biết nè, trong từ điển của tôi không có hai từ xin lỗi dành cho chị ta đâu. Và tôi không muốn chung nhóm với một người có mắt như mù, đi nghi ngờ bạn thân của mình giống như ông đâu. Tôi đi đây. Mày xin lỗi, mày xin lỗi, mày ơi. Mày đi. Với cái tính công chúa này, để xem ai chịu được. Bạn ơi, nhóm của bà nữa.
Mà bây giờ My đi rồi, ai đâu viết lại, nói viết lại chính đó bạn ơi. Thì hai đứa làm. Trời ơi, bạn coi cái lời của nó nè. Bạn ngồi xuống bạn coi đi. Nè nó viết hôm My hả? Có cái gì đâu, cái này là thói quen của My thôi. Thói quen sao? Thì thay vì viết những cái chữ không thì bà ấy sẽ viết thành chữ hôm. Ví dụ như là tôi không ăn thì sẽ là tôi hôm ăn. Đấy, nó là như vậy đó. Trời ơi, bây giờ cái bài thi đó, cái bài thi mà bà viết vậy là chết rồi. Bà hàng gì bữa hổm tôi nhắn tin cho bà là đi chơi hôm, sao rồi bà trả lời hôm, là tôi tưởng bà kêu tôi qua nhà bà không à. Hèn gì. Hai. Bấm. Gì? Tao hỏi cái. Thôi. Hỏi đi. Từ từ. Nếu mà My nhắn tin cho tao, tên danh bạ cũng là My, thì có thật sự là My nhắn tin cho tao không? Trời ơi, vậy cũng hỏi. Bây giờ mày lưu tên My trong cái danh bạ của mày là gì? Là My. Thì là My nhắn. Còn nếu mà mày lưu tên tao là My mà tao nhắn tin cho mày thì là ai nhắn? Là ai? Là mày. Thì đó. Nhưng mà dưới tên My. Còn tin nhắn là gì? Hẹn chị tại phòng 101 khách sạn Hoàng Quân được không? Không lẽ gì? Tao nói thiệt với mày luôn á, tự nhiên kêu người bạn thân của mình mà đang thích mình đi xin lỗi cái người yêu hiện tại của mình, quá đáng lắm luôn á. Mày nói gì đấy? Yêu đương cái gì? Thì bây giờ nguyên trường đồn đó chứ ai đâu, ông với Ngọc. Trời ơi, mà tôi hỏi thiệt nè, cái này anh em hỏi thiệt là ông với My mình quen biết nhau từ lâu về mà không lẽ không có nhíu cái tình cảm gì hay sao hả? Nói thiệt đi. Tao với My chỉ đơn thuần là bạn bè thôi, không có cái gì hơn cả. Mày đừng mà bóp mèo nữa đi. Tao cua à? Bây giờ nè, nếu mà mày nói như vậy á thì tao hỏi mày, My với Ngọc đều có nguy hiểm tới tính mạng, mày cứu ai? Trả lời đi. Mày điên nữa mày. Tao đi để tao học nhóm cơ mà. Không nhóm thì thôi, tao về. Thằng dở hơi. Ê, không có ai cứu tao chứ. Ê bà, chị Ngọc với anh Vĩnh á, đến với nhau rồi đó. Biết rồi, sáng nay tin hot nhất trường mà. Nghĩ sao một bên là hot girl, một bên là hot boy của trường. Họ đến với nhau là chuyện thường thôi. Ừ, đúng á, là gió tầng nào kịp mây tầng đó ha. Không biết á, tầng mây nào là của tôi nữa. Thôi, lo viết nhạc đi, ở đấy mà mơ mộng. Cái con trà xanh này, mày để làm chết thất hả? Chuyện chị và Vĩnh thích nhau thì đến với nhau. Có gì sai, mẹ em lại đánh chị hả? Cô cướp công của bạn tôi, rồi bây giờ cô đứng đây, cô nói là Vĩnh thích cô mà cô không biết ngượng miệng hả? Chắc là đánh ngang nhìn bạn chứ gì. Ghê quá, quay clip lại mới được. Nè, nhiều chuyện cái gì đó, có tin là tao móc mắt cho tụi mày khỏi nhiều chuyện không hả? Biến. Tôi nói cho cô biết, Vĩnh thích người đã cứu Vĩnh. Người cứu Vĩnh duy nhất là My thôi. Tôi sẽ lật cái bộ mặt giả tạo của cô ra trước mặt cho Vĩnh biết. Chờ đi. Cái con em nghĩ tát được chị dễ như vậy sao? Để chị nói luôn nha, em giỏi thì đi nói với Vĩnh, để xem Vĩnh sẽ tin một người bày ra trò hại người như em với con My, hay là tin một cô gái lúc nào cũng tỏ ra đáng thương, bị tụi em 5 lần 7 lượt vu khống hả? Cô đúng là một con người kinh tởm, giả tạo. Muốn đấu với chị hả? Còn non lắm. Cái đồ đáng ghét, cái đồ chẳng sắc khinh bạn. Từ nay á, ông có bị gì tôi mặc kệ không? Không bao giờ thèm quan tâm tới ông nữa. Trời đất ơi. Tôi xin lỗi anh nhiều, xin lỗi anh. Không sao, không sao. Bể cái ly của anh rồi, để tôi đợi nhanh cái ly khác. Nè. Con cẩn thận, coi chừng bị cắt đó. Ây da. Con thấy chưa? Tôi cẩn thận rồi mà, đứt rồi kìa. Lên đây.
Cô sao không vậy? À, tôi xin lỗi anh nhiều nha. Làm bể ly của anh rồi còn làm dơ khăn của anh nữa. Trời, có gì đâu, tôi nói rồi phải cẩn thận. Cái ly thì có thể mua được, nhưng mà vết thương đứt á thì khó lành lắm. Không khéo là bị nhiễm trùng nữa. Cảm ơn anh nhiều, tôi thấy ngại quá. Có gì đâu mà ngại. Nếu mà em cảm thấy ngại á thì có thể cho lên số điện thoại, rồi có gì anh sẽ gọi điện nhắc nhở em. Nè, số của em nè, anh nhắn qua cho em đi. Em sẽ chủ động gọi cho anh. Bài nhạc dự thi của em như thế nào rồi? Cũng xong rồi. Chị Ngọc, chị có muốn nghe thử không? Nghe chứ. Thế thì lên trên lớp em nhá. Nhưng mà em cho chị nghe xong, chị phải nhận xét thật nha. Yên tâm, chị sẽ chặt chém tới bến luôn. Em đau hả? Dạ không sao. Mi. Anh đã cho số điện thoại rồi đó. Có gì thì cứ liên lạc với anh. Anh muốn nói chuyện với em nhiều hơn. Anh đi nha. Nhớ nha. Dạ, bye bye. Tay bà làm sao đấy? Sao bà không nói với tôi? Tôi có bị làm sao á cũng không liên quan tới ông. Mi. Hình như là chị quên đồ rồi, đợi chị xíu nha. Anh Khang. Em kêu anh hả? Có chuyện gì không? Cũng có nghề em phải chạy theo anh như vậy. Anh định dở trò gì vậy hả? Trò gì? Anh đâu biết đâu. Anh đã nói với em rồi. Em chỉ có một sự lựa chọn thôi. Đó là ở bên cạnh của anh. Nhưng không, em là ở bên cạnh thằng khác. Tôi ở bên Vĩnh là vì cuộc thi âm nhạc thôi. Anh đừng có làm quá lên như vậy. Cuộc thi âm nhạc hả? Em tưởng anh ngốc hả? Anh biết em lâu rồi mà Ngọc. Đủ để hiểu em như thế nào mà. Em không phải vì một cuộc thi mà hy sinh bản thân mình và sủ của ai khác đâu. Anh nói cho em biết nè, nếu mà em còn dây dưa với thằng đó thì đừng có trách anh phải nói tất cả những điều đó cho cô ta biết. Anh nói gì với cô ta hả? Nói! Nhỏ nhỏ tiếng thôi. Không thì anh chưa kịp nói cho My biết cái chuyện em gây tai nạn cho cổ thì cả trường đi biết hết rồi. Sao được? Chiếc xe đó là của anh. Chính anh là người cầm lái và không một ai thấy tôi ngồi trên chiếc xe đó. Anh lấy cái bằng chứng gì mà nói tôi là người gây ra tai nạn hả? Báo động đỏ là chỉ số trà xanh sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Đúng. Nhưng mà Vĩnh cũng nên biết cô không phải là ân nhân của Vĩnh. Và Vĩnh cũng sẽ không ở bên cạnh của em nữa. Em hiểu không? Cá chết thì lưới rách. Anh thử dồn tôi vào chỗ chết xem. Tôi sẽ tung bằng chứng về vụ tai nạn đó để xem ai là người chết trước. Mà nghe nói gia đình anh tốn không ít tiền bạc và giấy mực để lo ổn thỏa chuyện này hả? Nhưng nếu tôi công bố cho truyền thông báo chí biết á thì anh nghĩ sau này anh có thể nổi tiếng nổi không? Dạ! Yeah. Thử đi xem tôi có dám không? Giỏi lắm. Chuyện chị gây tai nạn là sao vậy? Sao em... Mi! Cẩn thận!
sắp xếp chuyện này với ai nha. Không là chết cả đám đó. Anh biết rồi. Để cho con nạp bài. Ừ. Em ký vô đây đi. Tốt rồi đó. Cảm ơn con. Dạ thưa cô, cho em nộp bài. Ủa My, em khỏe ở đây hả? Hôm bữa gì có băng hiệu mà em gấp, làm cả trường lo lắm đó. Dạ em khỏe rồi, em cảm ơn cô. Em đi vô đây đi. Dạ. Ủa, cô tưởng là em với Lâm với Vĩnh nộp chung một bài chứ. À dạ, tại vì tụi em có vài vấn đề riêng á, cho nên là tách bài ra nộp với cô. Bởi tuổi trẻ hay bất đồng trong làm việc nhóm lắm. Tụi em á, đứa nào cũng có điểm mạnh riêng, tách ra như vậy cũng hay hay á. Dạ. Ủa, cô ơi, hình như là cô để lộ bài dự thi rồi đó. Lộ gì đâu em? Cái này là nhạc phổ dự thi của Vĩnh mà. Vĩnh có nộp bài đâu mà lộ. Bài này á là của Ngọc. Chị Ngọc. Ừ, con bé nộp bài mấy ngày rồi. Tưởng đâu á không tham gia được chương trình của nhà đài lần này, nhưng không ngờ á nhạc phổ rất là hay. Dạ, em cảm ơn cô. Mấy con bé này thiệt tình luôn á. Bà làm gì đấy? Ông không thể nộp bài này để dự thi được. Có chuyện gì nữa? Vì chị Ngọc á đã mang cái bài dự thi của ông đi nộp với tên của chị rồi. Nếu như mà bây giờ ông mang đi nộp, ông sẽ bị coi là đạo nhái. Lúc đó ông sẽ bị kỷ luật đó. My, đủ rồi đấy. Ông không tin tôi hả? Đúng. Tôi không tin bà. Vì tôi không tin bà ấy, nên bà đừng làm phiền tôi nữa. Coi như là tôi xin bà đó. Chị có mua trà sữa cho em nè, là loại em thích đó. Sao vậy? Chị để ý đến bài hát đó từ khi nào? Em nói gì vậy? Em có chuyện gì hả? Chị hiểu em muốn nói gì mà, đúng không? Chị không hiểu gì hết á. Chị còn định nói rồi đến bao giờ nữa? Em đã nhìn thấy bài tập mà chị nộp cho thầy. Đó chính là bài hát của em. Đúng. Là chị lấy đó. Vậy là ngay từ đầu chị đến với em cũng vì bài hát đó sao? Rồi cả cái tình cảm của chị nữa. Tất cả chỉ là giả sao? Thật ra từ đầu không phải như vậy đâu. Chị đồng ý gặp em lần đầu á là vì bản tính của chị thôi. Chị không muốn mất đi một cái đuôi nào hết, đặc biệt là cái đuôi hot boy như em. Chị nói đi. Chẳng lẽ từ trước đến giờ chị chưa rung động với em một lần nào? Có. Tại vì em đẹp trai, lại còn tài nữa. À thầy Quang, tôi nói thầy này nè, có công ty giải trí BCU á tham gia vào cuộc thi của trường chúng ta. Đây là cơ hội rất là tốt cho các em ở đó. Đúng rồi, tôi nghe bên đó tham gia vì muốn tìm một người để đào tạo đi bớt đó. À, hôm trước á, tôi vô tình đi ngang, nghe học sinh Vĩnh á, lớp của thầy á, trời ơi, hát rất là hay nha. Bài hát lại đúng tinh thần của thể lệ cuộc thi nữa. Chuyến này á, trộm vía em Vĩnh được chọn là cái chắc rồi đó. Vĩnh á, là một trong học sinh xuất sắc của lớp tôi đó. Lớp tôi cũng có một học sinh rất là xuất sắc. Nhưng mà em ấy chỉ được cái hát hay thôi, còn việc sáng tác thì không có. Chuyến này á, em ấy mà tham gia cuộc thi á thì cũng không được chọn vì không có đúng chỉ tiêu của BCU đặt ra. Bây giờ tìm nghệ sĩ đa năng á khó lắm. Chính vì vậy, chị mới chấp nhận hy sinh bản thân mình để từng bước trở thành bạn gái của em. Điều mà trước giờ, cho dù chị có quen bao nhiêu thằng đi nữa, chị cũng không muốn công khai.
Thế còn chuyện chị đã làm với My, tất cả chỉ là chị nói dối thôi à? Đúng. Tính ra con bạn thân của em nó cũng thông minh lắm á. Chuyện chị là trà xanh á, ít có ai phát hiện ra lắm. Nhưng mà thật ra chị chia rẽ hai đứa là vì chị hơi tức đó. Chị không muốn cái đuôi của mình phải đi quan tâm một người khác. Cái gì của chị thì chỉ được một mình chị dùng thôi. Em ngốc quá. Em ngốc quá, em mới tin chị suốt quãng thời gian vừa rồi. Em không có phải ngốc đâu, mà là do cái bẫy của chị đặt ra, ít có ai thoát được lắm. Mà thôi, dù sao thì em cũng biết hết rồi. Hôm nay là ngày cuối chúng ta gặp nhau. Bye bye. Em có nộp nhận file dự thi của em không? Dạ không, sao vậy cô? Thật ra bài hát của em đoạn đầu rất là hay, nhưng tại sao tới đoạn cuối á, cực kỳ dở tệ và sai nhạc lý một cách trầm trọng. Em là sinh viên năm cuối rồi mà còn sai một điều cơ bản như vậy á, thì không thể nào chấp nhận được. Dở? Sai là sao ạ? Rõ ràng là em đã nghe qua và không hề có sai sót gì về nhạc lý mà cô. Em nghe lại bài của mình đi. Không phải là bài đó, không phải là bài em nộp. Em nói không phải bài của em, vậy là bài này em đi ăn cắp phải sao? Ăn cắp? Không phải cô ơi, rõ ràng là tự tay em viết và sáng tác mà cô. Vậy thì cái đơn tố cáo em đi ăn cắp bài của người khác ở đâu ra đây? U là trời, cái gì vậy? Cái gì? Ăn cắp hả? Ghê vậy? Trời đất ơi, ăn cắp hả trời? Không phải, có người hãm hại em. Cô ơi, thầy ơi, thật sự là có người hãm hại em. À, em biết rồi, em biết người đó là ai rồi. Người đó chính là Vĩnh. Trong quá trình em làm, chỉ có Vĩnh biết mà thôi. Chắc chắn là Vĩnh đã lấy bài của em. Bài của Vĩnh dự thi mới là bài của em sáng tác. Cô thử nghe bài của Vĩnh đi cô. Đúng là đoạn đầu có giống nhau, các cô thấy sao? Đúng vậy. Bài hát mà chị cọc nộp chính là bài mà em đã cố tình chỉnh sửa. Tại sao? Tại sao em lại làm gì như vậy hả? Chị vẫn chưa biết tại sao à? Đúng là một con cừu non bị chính người mình yêu hại mình mà không hề hay biết. Anh là ai? Tôi là ai hả? Tôi chính là người đã tông cậu ngày hôm đó. Hóa ra là anh. Cũng may cho anh là tôi không làm sao đâu. Chứ nếu mà tôi làm sao ấy thì tôi kiện anh đi tù một gông rồi. Kiện tôi? Đúng là cậu không kiện á. Cậu mà kiện tôi sợ Ngọc cũng bị chung tội với tôi. Ngọc? Ngọc thì liên quan gì ở đây? Có chứ, cô là bạn gái của tôi mà. Ngọc, chúng ta quay lại ha. Anh không thể nào sống mà thiếu em được. Tôi đã nói với anh rồi, anh đừng có tới tìm tôi lúc ở trường mà. Tại em không nghe điện thoại của anh chứ bộ. Nếu mà em nghe á thì đâu tới mức phải tìm em như thế này đâu. Tôi đã nói với anh rồi, chúng ta không thể nào quay lại được nữa. Chúng ta xảy ra rất là nhiều vấn đề. Ngọc à, em là Võ Lộc đúng không? Ngọc, có người tới kìa. Anh đòi em. Đúng là một con người kinh tởm, giả tạo. Muốn đấu với chị hả? Còn non lắm. Em sao vậy? Đi. À, một lát nữa phòng mình chắc có vài vị khách ghé thăm á. Anh diễn với em một vở kịch nha. Ok em. Đi thôi. Cô ấy khiến tôi mất lái tông vào cậu á. À không, nó đúng hơn là tông vào My mới đúng chứ.
chết rồi. Đụng trúng người ta rồi kìa, bây giờ làm sao? Chết rồi, sao mà xui dữ vậy nè? Giờ phải làm sao đây? Xui cái gì mà xui, anh lo xử lý hậu quả đi kìa. Anh còn đứng đó làm gì? Anh đưa nhỏ này vô bệnh viện, còn em dắt này vô liền. Ơ thôi, đâu rồi. Ơ mà khoan, gì nữa? Đừng có phép xếp chuyện này với ai nha, không là chết cả đám đó. Anh biết rồi. Tông vào Mi. Ừ. Mi vệ sinh bản thân mình, cứu cậu bị thương rất là nặng. Hình tôi nhớ là tông vào vai, vết thương rất là lớn. Anh nói sao? Vào vai á? Ừ. Không lẽ Mi đáng thương cho cậu, có thương một người đang lừa dối mình và đối xử tệ bạc với ân nhân của mình. Đúng là hảo con trai. Chị thôi diễn đi được rồi đó. Là họ hại em. Cô ơi, là họ hại em. Vĩnh, qua chuyện em kể á, chỉ cho thấy được sự xích mích giữa em và Ngọc thôi, không đủ bằng chứng Ngọc phải cấp bài của em. Dạ thưa cô, em làm chứng. Vì chính em là người đã gợi ý cho Vĩnh để sáng tác bài hát này. Nói dối. Hai người là bạn thân với nhau, dĩ nhiên là bên giật nhau rồi. Rõ ràng xét về thời gian, em là người nộp bài trước, thì tất nhiên em là người sở hữu file chứ cô. Thưa thầy cô, chúng ta vẫn còn một cách khác để có thể chứng minh mọi chuyện mà. Từ trước đến giờ, em luôn có một thói quen với tất cả những bản ghi. Em đều sẽ lưu lại, kể cả từ demo hay là bản final. Vậy nên, chỉ cần với cái USB này, chúng ta có thể truy cập được vào driver và xem được ngày tháng em viết bài. Em nghĩ là với từng đó lý do, chúng ta có thể tìm được ai mới là kẻ đạo nhái ở đây ạ. Dạ đúng rồi. Chị Ngọc, nếu như mà chị có bản final, vậy thì chị phải có bản demo, bản rap về những cái bản đó của chị đâu. Chị cho mọi người coi đi. Ơ chị để chị để ở đâu? Chị làm gì có để mà để? Bởi vì chị đâu biết cách lấy những cái file này, có đúng không? Ô là trời, đường là một hot girl mình ăn các bài của người ta ghê gớm thiệt quá trời. Mặt thì xinh đó, rồi đi ăn cắp. Ngọc, em là tôi quá thất vọng, xin lỗi mọi người, tôi sẽ xử lý nghiêm vụ này. Cuộc thi tạm thời dừng ở đây, em đi theo tôi. Mi, bà nghe tôi nói đã. Ông đã biết tất cả sự thật, nhưng mà ông vẫn lựa chọn phủ phàng, nói những lời cay nghiệt với tôi. Nếu như mà ông thật sự muốn kết thúc tình bạn này tới như vậy á, thì từ nay mình không còn liên quan gì tới nhau nữa đâu. Ông làm gì vậy? Tôi... Do tôi làm sai với bà nhiều quá. Tôi sợ rằng bà có nhiều đau khổ nên tôi mới không dám đối mặt với bà. Tôi xin lỗi. Vậy tại sao bây giờ ông lại... Suốt thời gian chúng ta đồng hành với nhau, tôi đã nghĩ rằng tình cảm của chúng ta chỉ là tình bạn thôi. Nhưng mà qua quãng thời gian vừa rồi, tôi mới nhận ra là nó không chỉ là tình bạn. Tình cảm của tôi dành cho bà nó còn nhiều hơn thế. Mi, hay là chúng mình không làm bạn thân nữa, chúng mình làm người yêu nhé. Tôi cần suy nghĩ. Mi, mắt của mình bị sao vậy nè? Người này là ai? Tại sao lại có chỉ số trà xanh cao như vậy?